Thưa quý vị, tại Quảng Trị thì nhiều tàu cá khi cập cảng để neo đậu và tiếp nhiên liệu đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt. Câu chuyện lạ lùng này đang xảy ra tại Quảng Trị khi mà cảng bờ Nam cửa Việt sửa chữa buộc ngư dân phải cập sang bờ Bắc, nơi chưa đủ điều kiện đối với tàu trên 15 mét neo đậu theo luật thủy sản. Sau khi cập cảng cá bờ Bắc thị trấn cửa Việt, nhiều tàu cá đã bị các lực lượng chức năng ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị kiểm tra, lập biên bản xử phạt như thế này. Với mức phạt 3 triệu đồng do cập cảng sai quy định, nhưng nhiều tàu cá chấp nhận nộp phạt vì chẳng biết đưa tàu mình vào đâu. Vào cân cả không được, nhất là không có lục xe nữa, một phần là đưa cảng nó la mà chật chội tàu bè vào quả đông không cách chi được, phải bắt buộc phải trượt qua cái cảng của anh thức này. Thì làm sao đó cấp trên phải tạo điều kiện cho ngư dân, khi nào mà cạn xong thì chúng tôi sẽ chấp hành và luật lệ của nhà nước. Chờ đến phiên mà vô cân cá thì không được tới tuổi mà qua ngay khác, cho nên con cá hư hỏng, cho nên không mất cũng có giá để mà bù lại cái lỗ, cái tồn. Nhiều thương lái cho biết cảng cá Nam Cửa Việt hiện đang trong giai đoạn sửa chữa, trong khi cảng cá bờ Bắc thì có kết cấu hạ tầng nhỏ hẹp, chưa đủ điều kiện neo đủ theo quy định của luật thủy sản năm 2017, cũng như nhỏ hẹp rất khó khăn trong giao thương. Điều kiện của cảng hai không đủ điều kiện để cho bọn em vào thu mua cá. Thứ nhất là cái đồ an toàn không có. Cái thứ hai là vô là sụp lầy với lại cảng bề rụng xe xuống nè, thì không có một tí đền bù gì của bên cảng hết. Ra ngoài cảng là thu tiền đều đặn. Căn cứ vào luật thủy sản 2017, hiện tại ở cảng cá Bắc, phía Bắc cửa Việt của công ty Đoàn Anh Thắng quản lý thì là cảng cá không nằm trong danh sách cảng cá chỉ định do Bộ Nông nghiệp công bố, nên các cái tàu cá mà có chiều dài từ 15 mét trở lên thì không được cập cảng và bốc tiêu thủy sản tại cảng. Việc các cơ quan chức năng lập biên bản xử lý với các tàu cá có chiều dài trên 15 mét cập cảng bờ Bắc cửa Việt là đúng, do cảng này chỉ thuộc loại 3. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cũng cần phải xem xét tình hình thực tế để tạo điều kiện cho ngư dân ra vào cảng trong hoàn cảnh bắt buộc. Nơi tôi đang đứng đây là cảng cá thị trấn Cửa Việt. Cảng cá này hiện là đạt tiêu chuẩn loại 3. Tuy nhiên, trong những ngày qua thì rất nhiều tàu cá trên 15 mét đã cập bến vào đây. Và theo như quy định của pháp luật thì các cái tàu cá này không được vào đây để bốc dỡ cân xếp hàng hóa. Và theo đó thì cái lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt rất nhiều chủ tàu. Và việc xử phạt này đã khiến cho cả cái chủ tàu và ngư dân hết sức là bức xúc. Lý giải cái việc bức xúc này thì người dân cho rằng là bởi vì cảng cá tiêu chuẩn tại Cửa Việt của tỉnh Quảng Trị hiện đang trong tình trạng xây dựng và hệ thống hạ tầng cơ sở chưa đáp ứng được. Do đó, người dân kiến nghị là cần phải có linh hoạt để nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân khi tham gia đánh bắt hải sản và đưa hàng hóa vào tiêu thụ như thế này.